giờ đi học rồi. Ủa Bubu đã sẵn sàng đi học rồi hả? Dạ, con không muốn bị trễ học mà. Bubu đi tựu trường. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Sáng sớm Bubu đã thức dậy. Gấu bông ơi, dậy thôi. Bubu rón rén vào phòng của ba mẹ. Ba mẹ ơi, đến giờ đi học rồi. Còn sớm mà con, trở về giường ngủ đi. Gấu bông ơi, lại đây kiểm tra với anh xem trong cặp có thiếu gì không nha. Tập vở nè, hộp màu nè, cục gom, bút chì, không quên gì hết. Phải xếp cho ngăn nắp chứ. Thế này được chưa? Bubu soi gương chải tóc gọn gàng. Bây giờ mặc đồng phục nữa là xong. Gấu bông, em xem anh có đẹp trai không? Ủa Bubu đã sẵn sàng đi học rồi hả? Dạ, con không muốn bị trễ học mà. Giỏi quá, bây giờ con ăn sáng đi. Con không muốn ăn, con không đói. Con phải uống sữa và ăn bánh mì, không được để bụng đói đi học nha. Mẹ, con cho gấu bông đi học cùng nha. Không được, gấu bông sẽ ở nhà chờ con. Bubu phụng phịu. À, con hết muốn đi học rồi. Nhưng đi học con sẽ gặp lại bạn và sẽ học được đủ thứ, con lớn rồi mà. Dạ. Ba chờ Bubu lên xe. Con đi học ngoan nha.